Xin mến chào cả gia đình mình lại quay lại với kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả gia đình mình một ngôi nhà mà nằm trong một khu dân cư đang xây dựng rất là đông đúc luôn. Vị trí là nằm tại trục đường chính là trục đường ấp Cầu Xây. Ngôi nhà này vị trí rất là đẹp luôn, nằm với sát với khu công nghiệp Cầu Tràm và chợ Trung Thành. Từ nhà mình mà di chuyển ra hai nơi tiện ích này chưa tới 5 phút chạy xe máy. Với một ngôi nhà thiết kế diện tích là 5 x 21, thiết kế một trệt một lầu, đến cho mình là 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, cực kỳ là rộng. Sân trước đây thì về mình đậu xe ô tô thoải mái luôn. Và nhà của mình nó thiết kế những nội thất là sang trọng nhất. Thì em mời cả gia đình mình theo chân em tham quan hết một vòng ngôi nhà này. Ở trước nhà thì có một khoảng không gian ở đây là cây tiểu cảnh đó, làm cho căn nhà của mình ở hướng nam cực kỳ là đặc biệt và rất là mát luôn. Nằm trong một khu dân cư đang xây dựng lên nên nhà rất là nhiều. Và đây sẽ là tổng quan căn nhà em giới thiệu cho cả gia đình mình xem. Thiết kế cho mình là một cái màu là màu nâu theo kiểu nhà là châu Âu, cực kỳ là hiện đại. Tiếp theo em mời gia đình mình theo chân em vô ở bên trong căn phòng khách của ngôi nhà này. Phòng khách thì những nội thất sang trọng nhất thì bên em đã vô hết rồi. Đặc biệt của ngôi nhà của mình sẽ là đi cho mình sơn màu trắng á, tông màu trắng này về một cái lau chùi rất là nhanh. Những hệ thống ở đây như là kệ tủ âm tường, BBC thì giả đá, giả gỗ, mạ vàng. Và ở đây thì cũng có BBC giả gỗ cho mình. Nhà của mình nó đi cho mình hết là những nội thất là sang trọng nhất. Gia đình mình chỉ cần về đây vô nội thất và ở thôi. Với một ngôi nhà thiết kế và diện tích là 5 x 21 thì cực kỳ là rộng rãi. Hệ thống trần thạch cao làm cho căn nhà của mình rất sáng luôn. Trần sẽ là trần rất là cao. Những hệ thống nội thất thì ở đây là những hệ thống kệ gỗ nè, kệ tủ gỗ ở đây thì bên em vô hết đầy đủ. Về mình chỉ cần đặt những chậu bông thôi, làm cho nhà của mình rất là đẹp. Và ngôi nhà này sẽ có tới cho mình là 4 phòng ngủ lận, phù hợp cho những gia đình có số thành viên từ 4 tới 5 người sống trong căn nhà này, cực kỳ là rộng. Tiếp theo sẽ là khoảng không gian phòng ngủ này dành cho người lớn tuổi mình sử dụng. Phòng ngủ này thì cũng rất là thoải mái cho người lớn tuổi mình sử dụng khi mình không lên được cầu thang được, cũng rất là rộng luôn. Nhà mình đến diện tích là 5 x 21, nằm tại hướng nam nên rất là mát. Tiếp theo sẽ là khoảng không gian là phòng bếp ở đây thì cũng thiết kế cho mình là hình chữ L, gắn cho mình nhờ những hệ thống là kệ tủ bếp trên, kệ tủ bếp dưới, lắp cho mình là những bậc đá hoa cương và gạch dán lên tường hết, làm cho ngôi nhà của mình rất là đẹp. Nhà mình thì đi cho mình rất là nhiều hệ thống là tranh ảnh. Đây là một bức tranh đồng tiền đó, làm cho căn nhà của mình rất là nhiều tài lộc luôn. Tiếp theo sẽ là khoảng không gian sân sau. Và nhà mình đặc biệt sẽ là có sân trước và sân sau. Sân sau thì rất là rộng, đi cho mình hết là những hệ thống là mái che, làm cho căn nhà của mình cực kỳ là phù hợp cho người có tài chính cao về đây ở. Và đây sẽ là khoảng không gian nhà vệ sinh, đi cho mình hết là những khoảng không gian là hệ thống sang trọng nhất. Những hệ thống nội thất cực kỳ là sang trọng luôn, gạch dán lên tường hết luôn cho mình. Về đây mình chỉ cần dọn nội thất và mình sử dụng ngôi nhà này thôi. Với mức giá trên 2 tỷ một chút xíu thôi thì gia đình mình sẽ hữu được một căn nhà cực kỳ là tuyệt vời. Gia đình mình nãy giờ đã coi hết một vòng căn tầng trệt của ngôi nhà này. Nếu gia đình mình có thích ngôi nhà này á, để cho em xin một lượt đăng ký kênh ở bên dưới. Ngay bây giờ em sẽ tiến lên khoảng không gian tầng 1 để giới thiệu cho cả gia đình mình xem trên tầng 1 ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Và đây sẽ là khoảng không gian trên tầng 1 của ngôi nhà của mình, rất là rộng. Trên đây thì sẽ thiết kế cho mình tới là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Không gian phòng ngủ thứ hai trên tầng 1 quá là rộng rãi luôn. Những hệ thống mà trần thạch cao rất là cao cho ngôi nhà của mình cực kỳ là mát mẻ. Khoảng không gian tiếp theo sẽ là khoảng không gian phòng ngủ thứ ba trong căn nhà của mình, có hệ thống cửa sổ lấy gió chiều và một nhà vệ sinh ở đây. Căn phòng ngủ này có thể sử dụng làm căn phòng ngủ master luôn, cực kỳ là phù hợp cho gia đình có từ 4 đến 5 thành viên sống trong ngôi nhà này, quá là rộng rãi và thoải mái. Tiếp theo sẽ là khoảng không gian phòng vệ sinh thứ ba thì cũng thiết kế cơ bản như ở dưới thôi, gạch cũng dán nó tường hết, làm cho ngôi nhà của mình cực kỳ là sang trọng.
Và tiếp theo sẽ là một khoảng không gian mà em thấy nó sẽ là đẹp nhất trong ngôi nhà của mình. Khoảng không gian này á, và đây sử dụng quá là rộng rãi luôn. Có hệ thống ban công làm cho căn nhà của mình cực kỳ là mát mẻ. Gia đình mình sẽ thấy mật độ dân cư ở đây rất là đông luôn. Những hệ thống cây xanh làm cho căn nhà của mình rất là mát. Thì gia đình mình sẽ sở hữu một căn nhà cực kỳ là tuyệt vời. Nãy giờ em cũng đã giới thiệu cho cả gia đình mình xem hết một vòng ngôi nhà này. Nếu gia đình mình có thấy thích ngôi nhà này, hãy cho em xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh. Và với ngôi nhà này, thiết kế diện tích là 5x21, thiết kế đến là 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Vị trí thì cực kỳ lát địa và đẹp, sát với khu công nghiệp Cầu Tràm và chợ Trung Thành. Những nội thất là sang trọng nhất. Video của em tới đây cũng đã dài rồi. Nếu gia đình mình có thấy thích ngôi nhà này hoặc về muốn biết về mức giá của ngôi nhà này thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới của em. Bây giờ thì em mến chúc gia đình mình có một ngày làm việc thật là nhiều tốt lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình tại những video sau.